Rồi xin chào cô chú nha. Trời cô chú tốt bụng quá, từ bi quá. Dạ đang bơi. Dạ. Dạ đâu có xuồng, bơi tự do mà. Dạ. Dạ. Dạ bơi từ tuốt trên. Dạ. Dạ đang bơi tập đi bơi để coi mấy người phóng sanh cá. Dạ tạm biệt. Đang đợi cái anh bắt cá anh về, anh đi ngang cái phóng sanh luôn rồi về luôn. Dạ. Trời ơi, gia đình dễ thương quá. Tạm biệt. Dạ bữa tối mà em ở ngoài sông em bơi á, ta nhìn ta hết hồn luôn á. Dạ ta mới đầu ta tưởng em là con gì, tại em ngồi ngay đây nè, em ngồi thiền nè, tự nhiên em thấy đèn mà nó chiếu trong mặt của em quá trời luôn, cái em sợ quá em nhảy xuống nước nè. Không phải em sợ mà em nhảy xuống nước em tính trốn cho người ta khỏi để ý, ai ngờ người ta vẫn để ý, người ta kiếm em. Hay. Mấy người đi bắt đánh bắt hải sản vậy chứ cái tâm họ hiền, nhưng mà họ sợ, họ nhát lắm, nhát chết lắm, bởi vì họ hàng ngày hãy giết rất là nhiều con vật, nên cái sự giết chóc của các loài vật ấy á, nó ăn sâu vào trong tâm trí của họ, nên họ rất là sợ sanh tử, nhưng mà họ rất là tốt bụng. Họ tốt bụng với người, nhưng đối với con vật thì không. Bởi vì họ phải giết những con vật họ mới có đồ để họ ăn. Dạ. Trời ơi, cá mập bơi nè. Dạ, họ phải giết những con vật để họ có tiền họ ăn đó, thưa anh chị. Nếu mà em giải cứu thì họ đỡ được cái nghiệp sát sanh, nên em nói quý vị Bồ Tát giải cứu những loài vật trong tự nhiên là vậy. Ai, mình vừa tạo phước cho bản thân mà mình vừa giúp người ta thoát khỏi nghiệp chướng làm hại động vật. Đến khi nào họ thấy mình phóng sanh nhiều quá, họ thức tỉnh rồi họ sẽ không làm hại động vật nữa. Em bơi đây mà cá nhảy nhót xung quanh em. Có con cá gì nó nổi cái gai lên em nhìn như con cá mập luôn, quý vị thấy không? Đó, nó bơi vòng vòng em vậy thôi. Cá mập con á, nó thấy chàng tiên cá trong thiên nhiên nó yêu quý quá đó mà. Quý thần yêu quý tây ơn, chư thiên bồ tát, chư Phật gửi thần thú đến bảo vệ tây ơn. Quý vị quá yêu thương tây ơn rồi. Này là không thấy trăng luôn rồi, vẫn còn ngày rằm mà không thấy trăng, tại sao vậy? Mưa bão quá rồi anh em ơi. Phấn này đâu rồi? Phấn này con đâu hả? Lên tiếng coi. Trời ơi, tụi con ngồi người ta đã sợ rồi, tụi con ngồi tụi con còn sợ hơn nữa. Mày ngồi như cục đá vậy con. Bên này ơi, tụi con ngồi như một con mannequin vậy á. Hai thằng bay, một đứa vàng, một đứa trắng. Ngồi yên vậy luôn, hỏi không trả lời luôn. Xét hen không? Nước kiểu này sao về? Không có muốn phiền ai hiểu không? Dục một chuyến phóng sanh rồi. Đợi nước nó đã giật đi rồi tụi mình bơi về. Hay để tôi nói Thủy thần ơi, Thủy thần. Thủy thần nói thôi, từ từ rồi Tiun cũng về được à, khỏi làm phiền.
Thủy thần làm cho nước. Nó chỉ cần đứng lại một xíu là tôi có thể bơi về rồi. Nước còn đang chảy dữ quá.